Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với bản tin du lịch và sự kiện của Lương Gia. Tỉnh Điện Biên tổ chức lễ hội Hoa Ban năm 2019. Lễ hội Hoa Ban năm 2019 sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 3 đến ngày 18 tháng 3 tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên. Lễ hội bao gồm những nội dung chính: lễ hội khai mạc với những chương trình nghệ thuật đặc sắc, hoa ban rạng rỡ đất Mường Thanh, liên hoan dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc, trưng bày, giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch, trình diễn nghi thức sinh hoạt văn hóa của các dân tộc, phiên chợ vùng cao, hoạt động giao lưu thi đấu thể thao, cuộc thi người đẹp Hoa Ban năm 2019. Nhằm gắn kết lịch sử và hiện tại, Ban tổ chức lễ hội Hoa Ban năm 2019 có kế hoạch thực hiện nhiều hoạt động gợi lại những năm tháng hào hùng của lịch sử, tiêu biểu như thi xe đạp thổ, thi tải đạn. Thi xe đạp thổ và thi tải đạn là hai hoạt động giao lưu thi đấu thể thao thú vị. Trong đó, thi tải đạn lần đầu được tổ chức gắn liền với hồi ức về chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ. Tại lễ hội Hoa Ban năm 2019 diễn ra cuộc thi Người đẹp Hoa Ban lần thứ hai, là hoạt động trình diễn vẻ đẹp trí tuệ và tinh thần của các thiếu nữ Điện Biên, Tây Bắc kết hợp giao lưu với những người đẹp của các tỉnh Bắc Lào cùng một số tỉnh phía Bắc Việt Nam như Phú Thọ, Hà Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của Lương Gia. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.